Chào mừng các bạn thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của TVB Podcast. Mình là Hoàng Hoài. Mình là Nguyễn Sơn. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ bị sao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage TPP Entertainment nhé. Lại một tháng mới lại đến, không khí của những ngày cuối năm ngày càng rõ rệt hơn, đúng không Hoài? Đúng rồi Sơn ạ, chỉ còn 60 ngày nữa thôi là chúng ta lại đón một năm mới. Không biết năm qua thì Sơn đã có những cái thay đổi hoặc là sự phát triển như thế nào rồi không? Chắc có lẽ không chỉ Sơn mà cả Hoài, với tất cả quý khán thính giả của Radio 23 Độ Nghiêng cũng đã trải qua những ngày khó khăn và suy thoái kinh tế. Nhưng Sơn cảm thấy mình có đôi chút may mắn hơn khi năm qua mình đã tìm được chính mình. À, wow, tìm được chính mình là một điều rất khó đấy Sơn ạ. Chắc phải nhờ Sơn chia sẻ cho cô Hoài cũng như là các quý thính giả được đang nghe radio ngày hôm nay được biết làm thế nào để Sơn được tìm được chính mình. Thực ra trước đây mình cũng không biết thế nào để tìm được chính mình. Nhưng sau khi đọc được một đoạn trong cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên, thì dường như đây là một bước đệm để mình có thể tìm được chính con người của mình Hoài ạ. Ái chà, thế mà bấy lâu nay ông giấu nhá. Hay là hôm nay Sơn chia sẻ cho quý thính giả được biết là đoạn trích đó như thế nào được không? Được chứ, trong cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ có một đoạn có tựa đề thế này: Nhận thức bản thân, phát hiện chính mình. Từng có một người hỏi Socrates rằng trên thế giới này điều gì là khó nhất? Socrates đáp, đó là nhận thức được bản thân. Quả thực, nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận bản thân, thấu hiểu mọi điều về mình. Ví dụ như, năng lực trong công việc của bạn không phù hợp để làm một việc gì đó, nhưng bạn lại muốn và chứng tỏ bản thân, kết quả là chẳng làm xong việc mà còn bị mọi người oán trách. Ví dụ như kết quả học tập của bạn không đủ để thi vào trường đại học có danh tiếng, chỉ có thể báo danh ở một trường bình thường thôi, nhưng bạn cứ muốn ganh đua thành tích, kết quả thi trượt hết tất cả. Thật sự nhận thức được bản thân, chúng ta có thể tự lượng sức mình, nhìn thấy những điều thiếu sót của mình, dùng sở trường bù đắp cho sở đoản, đạt tới phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Tôi có quen một cậu bé sinh ra trong một gia đình bình thường ở khu tập thể tại thủ đô. Tính cách từ nhỏ vốn hướng nội, kiệm lời, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong góc, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cha cậu khuyên nên tích cực trò chuyện với mọi người, cậu chẳng thèm nghe. Thế nên không ít lần ông mắng mỏ cậu, đường đường là đàn ông con trai, sao cứ để mãi lầm lì rụt rè như thế. Trong mắt cha cậu, chỉ có những người tính tình hoạt bát, phóng khoáng, giỏi ăn, giỏi nói, can trường, dũng cảm mới có được thành công. Để ép con trai mình vào khuôn khổ, trở thành người như vậy, ông rất khổ tâm nghĩ cách, thậm chí còn dằn lòng đuổi cậu ra khỏi nhà để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bị cha mình đuổi ra khỏi cửa, cậu vô cùng buồn bã, không biết mình đã làm điều gì sai, tại sao phải trở thành một người giống như người khác. Đương nhiên, cậu cũng từng thử thay đổi bản thân, trở thành một đứa con ngoan mà cha mình thích. Nhưng dù nỗ lực đến mấy, cậu vẫn không thể chiến thắng được sự nhút nhát trong nội tâm, không thể trò chuyện với người khác một cách tự nhiên và thoải mái. Ngay cả khi cậu đứng giữa dòng người, cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng là cậu hoàn toàn lạc lõng với họ. Quãng thời gian đó, nỗi tự ti trong cậu lên tới đỉnh điểm, cậu cảm thấy bản thân mình thực sự mất phương hướng. Sự thô bạo của người cha không những không thay đổi được cậu, ngược lại khiến cậu cảm giác sợ hãi và bất an với thế giới bên ngoài, thậm chí còn nhát gan hơn trước. Thế nhưng trong quá trình đó, cậu học được cách quan sát mặt và lời nói của người khác, học được cách chịu đựng và nhẫn nại, cũng hiểu được những nỗi thống khổ và trăn trở trong cuộc sống. Dần dần, cậu nhận ra rằng kỳ thực mình cũng rất ổn, bản thân vốn dĩ đã như vậy, tại sao phải thay đổi để phù hợp với người khác? Đúng vậy, mình thích như vậy mới thực sự là chính mình. Cậu luôn tâm niệm trong đầu suy nghĩ đó để tiếp tục sống. Nhưng cha cậu đã mất niềm tin vào con trai, ông đành mặc cho cậu sống theo ý của mình. Cứ như vậy, cậu bé dần trưởng thành với những hỗn loạn và nỗi đau. Thực tế, cậu không hề tỏ ra lạc lõng, cũng không phải là không thể lập thân trong xã hội, trong tưởng tượng của cha cậu. Năm 18 tuổi, cậu thi đỗ vào nhạc viện và sau đó nhận được học vị tiến sĩ. Điều khiến cha cậu và mọi người kinh ngạc đó là cậu đã bước chân vào con đường sáng tác âm nhạc và trở thành nhà sáng tác nổi tiếng với nhiều bài hit. Cậu bé ấy sau này chính là ngôi sao sáng giá của ngành âm nhạc. Chuyện của cậu đã nhắc nhở chúng ta rằng chỉ cần nhận thức rõ bản thân, phát hiện ra chính mình thì cho dù lạc lõng với người khác, chúng ta cũng sẽ sống đúng với nguyện ước của mình, sống một cuộc đời thuộc về mình. Nếu cứ luôn phải sống theo ý chí, theo tưởng tượng của người khác thì sự sống sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Đừng vì sự khác biệt của bản thân so với người khác mà ngày ngày phiền muộn, thậm chí tự ti. Bạn cần nhớ rằng, mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thay vì oán trách ông trời bất công với mình, chẳng thà hãy tìm kiếm vùng đất phù hợp để tài năng của bạn có thể phát triển. Chỉ cần dụng tâm cố gắng thì dù bạn là đào hoa rực rỡ hay là một loài cây xanh biếc, bạn đều có thể nhìn thấy bầu trời xuân của riêng mình. Vận mệnh của chúng ta không phải do ông trời quyết định, cũng không phải do người khác quyết định, mà do chính bản thân ta. Thay đổi bản thân, thay đổi góc nhìn, thay đổi hoàn cảnh, vận mệnh theo đó đổi thay.
Đúng là vận mệnh của chúng ta không phải do ông trời quyết định mà do chính bản thân ta. Nghe Sơn chia sẻ lại đoạn trích này mà trong ngoài cứ muốn nghe đi nghe lại để lấy những cái câu chuyện đó là minh chứng cho mình học hỏi và thay đổi Sơn ạ. Chính xác Hoài ạ. Sau khi Sơn vừa đọc xong đoạn trích này lần đầu tiên thì Sơn đã đọc đi đọc lại vài lần để áp dụng vào chính bản thân mình và dần dần thay đổi góc nhìn, thay đổi hoàn cảnh, từ đó ta tự nhận thức, tự tìm được chính bản thân mình mà thôi Hoài ạ. Nghe thôi đã là muốn mượn sách của Sơn về để đọc đi đọc lại rồi Sơn ạ. Được thôi Hoài ơi, đọc để ta tìm lại chính bản thân. Nếu các bạn thính giả cũng muốn đọc lại đoạn trích này cùng Hoài thì có thể tìm ngay trong trung tâm sách Book Sky để mua hoặc mượn cuốn sách này nhé. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã cùng chúng mình thư giãn, lắng nghe những chia sẻ tuy bình dị nhưng mang tới nhiều cảm xúc trong số radio ngày hôm nay. Hy vọng rằng đoạn trích này đã truyền cho những người trẻ, những người trưởng thành đang nỗ lực giữa bộn bề trong công việc, cuộc sống thêm động lực để cố gắng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.